Hello cả nhà, em ra em quay cái vườn na đài, mấy cây na đài không phải vườn na đài, mấy cây na đài của em để bọc cái túi màu vàng này. Cái túi này nó có cái kính các bác này, túi này là túi dòng mới này, à, các bác thấy không? Thì hôm nay em sẽ giới thiệu các bác sẽ biết là cái na đài mà bọc cái túi này, cái mẫu mã nó thế nào nhé. Thì với na đài về na dứa Đài Loan ấy, với cả cái dòng na sầu riêng thì các bác lên bọc cái túi màu vàng này các bác này. Cái túi màu vàng này này thì nó trái nó sẽ đẹp hơn, mà nó có cái mẫu mã nó màu vàng nó đẹp hơn. Đây. Các bác nhìn này. Đấy. Đây. Cái cây này nó bị tụt, nó bị tụt nõ nhiều lắm rồi các bác. Em tháo hẳn cái này ra luôn nhé. Đây. Rồi các bác thấy không? Na đài bọc cái túi màu vàng nhìn mẫu mã đẹp không? Bên này thì đợt trước nó bị sạn sạn tí này, lúc trước khi bọc là đã bị rồi à, nhưng mà cái mẫu mã này đấy. Thì đây nó vừa ấy bị tụt, nó vừa ấy bị nứt cuống, nó tụt một trái này các bác này. Đấy. Đấy, em không thích na đài, không thích trồng na đài vì cái lý do này đấy. Nó toàn bị nứt thế này thôi, nó rụng cũng vãn rồi đấy. Đây bị rụng này, đây bị rụng này, kia bị rụng kìa. Đó. Đấy, nó đang rụng dần, đây bị tụt này. Đấy, nó không có tập trung các bạn. Đâm ra là tại sao mà không thích trồng na đài vì lý do này. Tuy nhiên thì na dứa Đài Loan ấy mà được bọc bởi cái túi màu vàng này. À, cái túi nữa, túi kính này, túi màu vàng này. Rất tuyệt vời các bác nhỉ. Này. Đấy. Nó có một cái lớp cái lớp kính này này. Đó, cái lớp đấy để chúng ta nhìn thấy trái. À, rất là tuyệt vời này. Mẫu mã đẹp không? Quá tuyệt vời đúng không? Đây, tạm thời để đây. Chúng ta sẽ kiểm tra một số cái trái khác xem này. Đây, cái trái này. Thì chúng ta không cần phải tháo. Chúng ta không cần phải tháo đâu, chúng ta chỉ cần nhìn qua cái này thôi là chúng ta biết được bên trong cái trái thế nào. Đây. Đấy. Đây các bạn này. Đây, đây. Nhìn qua là chúng ta biết thôi. Thì em tháo thử tiếp cái trái này ra cho các bác xem. À, cái na đài mà được bọc bởi cái túi màu vàng này này là nó lên cái màu vàng rất là đẹp. Là dứa Đài Loan. Đây. Trái này thì bé thôi. Đây. Đây các bác thấy nó lên cái màu đẹp không? Đây. Đó. Trái này thì nhỏ thôi nhưng mà lên cái mã rất là đẹp đúng không? Đấy, còn đang non, còn đang nhỏ này, chưa có già này. Nên là chúng ta lên với na dứa Đài Loan rồi na sầu riêng thì các bác lên sử dụng cái túi màu vàng này để chúng ta bao là chuẩn nhất. Đấy, chúng ta thăm được trái. Hai nữa là những cái dòng xoài mà cần cái túi màu vàng này này. Xoài mà cần màu vàng ấy thì là chúng ta cũng bao cái túi này. Này cái túi này nó có cái lớp kính này, rất tuyệt vời này. Đó. Chúng ta vạch đấy, chúng ta nhìn thì không cần phải tháo túi đâu. Cái này chẳng qua em tháo cho các bác nhìn thôi. Đấy, chứ không cần phải tháo đâu. Tiếp tục xem này. Đây, ui, trái này to này. Trái to quá các bạn. Đây, chúng ta xem thử bên này là chúng ta nhìn thấy trái này, bên này biết đấy. Đây, trái này. Đó, này. Đây, trái này thì vẫn còn xanh. Đó. Như thế là rất là tiện. Hai nữa có thể là dùng giấy cái bao rút này. Nhưng bao rút này thì cái mã nó sẽ không đẹp bằng cái túi giấy màu vàng này. Màu vàng này là bọc nó lên mã rất là đẹp. Đây. Đây là na dứa Đài Loan. Dòng này nó hay bị nứt nổ. Đây. Nên là em chủ yếu làm na Thái nhưng em không có làm na dứa. Một số bác ở tỉnh phía Bắc thì có phát triển na dứa thì phát triển đấy, chứ còn từ miền Trung mà đổ vào trồng na dứa rất khó. Đấy là dưới cái mẫu mã của nó không được đẹp. Vừa rồi thì có trao đổi các bác là một số bác ấy bảo em là làm này thì gây cho hoang mang nhiều người á. Thì trao đổi các bác là em đang trồng na dứa, em đang trồng na Thái thì em so sánh thực tế giữa hai loại. Đấy. Chứ còn những bác nào mà trồng làm na dứa được ấy, hoặc như thế nào đó thì các bác cứ chia sẻ thoải mái nhé. Các bác cứ thoải mái thôi, tại vì vấn đề làm kinh tế là do mỗi người tự quyết định mà. Thì em đang trồng na dứa thì em trái nó nứt nổ. Ví dụ ngày nó rụng 4-5 quả, thậm chí có ngày rụng tận 9 quả. Thì em cũng nói là nó rụng, nó nứt, nó rụng.
chứ đâu phải là mình tự mình cố tình làm cho nó rụng đi để cho mình nói sai sự thật đâu, đúng không? Đấy. Na thái của em thì chắc khoảng 3 đến 4 ngày nữa bán. Đấy, na thái kìa, vườn na thái. Nhưng mà toàn bộ nó không có quả nào nó bị nứt cả. Đấy, nhưng mà na dứa này thì nó nứt rất nhiều mà nó rụng. Đây, vừa ra là nứt nó rụng đây các bạn này. 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 Đấy thì em có nói điều đâu. Đấy. Thì bác nào tìm hiểu kỹ thì chúng ta trồng. Cái này là chúng ta chỉ khuyến cáo nhau thôi. Đấy, chứ em thì trao đổi thật là em bán giống, kể cả na dứa cũng có giống, na thái cũng có giống, na sầu riêng có giống. Đấy. Nhưng mà mình muốn hướng cho người dân của mình trồng vào cái loại nào đem lại giá trị kinh tế cao. Đấy. Rồi đã trồng rồi là không phải chặt đi trồng lại. Đấy. Tiết kiệm rất nhiều thời gian, đúng không? Đây, này, đây là dưới Đài Loan đây. Đấy, trái nào nó cũng như thế này thì nó làm gì, đúng không? Đấy, nó không bị nứt nổ, không bị nám, không bị gì đó. Trái nào cũng đẹp như này thì em đâu có nói làm gì đâu. Nhưng mà nó cũng giống nhau đây, hai vườn, vườn na thái với cả vườn na dứa này là trồng sen là với nhau. Thì mưa gió cũng như nhau, tưới tắm như nhau. Nhưng mà thằng na thái tuyệt đối là nó không bị tụt cuống, nó không bị rụng, nó không bị nứt. Chứ cây này của em nếu tính ra đến giờ phút này nhé, là nó phải rụng mất tầm khoảng 20 quả rồi. Đấy, nó cứ lứt cuống là rụng thôi. Đấy, cứ nắng nắng lên vài ngày mà nó chậm một trận mưa xuống thì cứ cỡ khoảng 1 ngày đến 2 ngày sau là ăn no luôn. Đấy, đâm ra là mình muốn là truyền tải cái nội dung là cái cây na dứa là như thế. Na dứa Đài Loan ấy. Đấy, thì còn bác nào muốn trồng thì phải tìm hiểu cho kỹ vào. Đấy, chứ em cũng không dám nói là các bác phải trồng na dứa, em không dám nói là các bác phải trồng na thái hoặc là na sầu riêng. Đấy. Tại vì em có làm thay được các bác đâu mà em bảo các bác trồng, đúng không? Cái này chúng ta chỉ chia sẻ cái sự thật rằng là em là người trồng na trước các bác. Các bác nào đang tìm hiểu thì các bác là trồng sau em rồi đấy. Việc quyết định trồng hay là không trồng thì đấy là phải do các bác tự quyết định cho cái kinh tế của mình thôi. Đấy. Các bác có thể tham khảo thêm những video khác. Em thì em trồng cả hai loại, đấy, na thái da vàng và thằng na dứa Đài Loan này. Đấy, và cũng cung cấp giống có đầy đủ tất cả các loại luôn. Nhưng mà vẫn cứ khuyên thật các bác là nên tìm hiểu kỹ rồi em phát triển. Đấy, ta phải tìm hiểu rõ là cái quá trình làm này, rồi quá trình đem lại giá trị kinh tế, rồi đặc biệt là cái đầu ra của nó có ổn định hay không. Nhớ là phải tìm hiểu kỹ vào. Nhiều khi nó ở vùng này làm được nhưng chưa chắc vùng khác làm được. Nhưng em thấy cái cây na thái da vàng ấy, làm vùng nào chúng ta cũng trồng được, không bị ngập nước là được rồi. Đấy. Đấy, các bác thấy đây này, quả na này nó chín chín rồi đây. Đấy, hơi nhũn nhũn này. Là cái túi đây để chuyên để bọc vào đây. Loại này thì bọc na dứa, na dứa Đài Loan rồi na sầu riêng rồi xoài. Đấy, nó có cái lớp kính này rất tuyệt vời, nhắc lại các bác xem biết. Để xem. Đấy, bọc một vụ rồi đây mà nó vẫn còn mới không như nguyên này này. Vụ thứ hai có khi vụ thứ ba vẫn ok ấy chứ, đúng không? Đấy. 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 Bọc vào cái mẫu mã đẹp không? Đấy. Quá tuyệt vời các bác nhỉ. Đấy. Rồi bác nào cần giống của na thái da vàng, rồi kể cả na dứa na Đài Loan. Đấy. Rồi na sầu riêng, rồi cần cái túi bọc, túi rút này, túi giấy này, rồi các cái dòng túi bọc cho xoài, ổi, na thì alo cho em, số điện thoại là 0989 037 167. Em cung cấp tất cả các dòng túi, từ màu vàng đến màu trắng, từ túi rút đến túi cước, túi giấy, có hết, đầy đủ hết các bác nhé. Rồi, chúc các bác có thật nhiều sức khỏe, làm kinh tế thật thành công. Đấy. Na dứa Đài Loan bọc túi vàng đây, đẹp không? Quá tuyệt vời các bác nhỉ, đúng không? Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi, em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho la thái, xoài, bưởi diễn, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic, chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn, phù hợp cho bưởi da xanh, mít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.